Sáng ngày 3 tháng 4, Hội Mỹ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Mỹ thuật thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế giúp các hội viên thâm nhập đời sống nhân dân, tạo cảm hứng phục vụ sáng tác, tài trợ 4 tác phẩm trưng bày tại triển lãm mỹ thuật thành phố Cần Thơ và khu vực 8 đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2017 đến nay, hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Cần Thơ đã tham gia và đạt 1 giải 3, 3 giải khuyến khích của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích của cuộc thi truyền thống mỹ thuật thành phố Cần Thơ. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Mỹ thuật thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện các hoạt động đi thực tế sáng tác, mở trại và tham gia các hoạt động sáng tác, tổ chức các triển lãm mỹ thuật, phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phát triển thêm 6 hội viên thành phố và giới thiệu 2 hội viên, đề nghị Hội Mỹ thuật Việt Nam kết nạp. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu ông Trần Đình Thảo làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Cần Thơ. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu tham dự Đại hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Hội Mỹ thuật thành phố đã trao giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trao 5 giải khuyến khích, 3 giải 3, 2 giải nhì và 1 giải nhất các tác giả đạt giải cuộc thi Mỹ thuật Cần Thơ năm 2021.